Pháp Uyển, Châu Lâm. Sa môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo, Đại Tạng Kinh. Quyển 68, thiên thứ 78, nghiệp nhân. Thiên này có các phần: thuộc ý, nghiệp nhân, thập ác, thập thiện, dẫn chứng. Phần thứ nhất, thuộc ý. Nói đến người vượt qua dòng chảy của sanh tử, thì sông ái lắng trong mà năm trượt thanh tịnh. Người lạc mất tôn chỉ của giải thoát, thì núi tà chấn động mà ba chướng nổi lên. Lặng yên nói đến lý này, lẽ nào không thật hay sao? Vậy thì biết thiện nhờ giàu tính mà phát sinh, ác dựa theo tà mà bộc lộ. Vì lẽ đó, một niệm ác có thể mở toang đâm cánh cửa bất thiện, một niệm thiện có thể trừ bỏ tai họa của nhiều kiếp. Vì vậy cho nên thiện cần phải tự mình cố gắng bài giũa, có thể có tâm nghe lời dạy của thầy. Ác cần phải kiểm điểm trời bỏ lỗi lầm, có thể có tình luôn hối hận sửa sai. Nếu không như vậy thì chỉ tốn công nuôi lớn, lãng phí thời gian làm đẹp cho chiếc bình vẽ, cuối cùng dở nát ở đất vàng, phải chịu khổ sở ở nơi âm ti, để lại nghiệp báo đen trắng, ý suy xét mà cố gắng thôi. Phần thứ hai, nghiệp nhân. Như luận đối pháp nói: lại nữa, các nghiệp có bốn loại sai biệt, gọi là nghiệp vị thuộc hắc hắc, nghiệp vị thuộc bạch bạch, nghiệp vị thuộc hắc bạch, hắc bạch. Nghiệp không có vị hụt, chẳng phải hắc bạch, có năng lực trừ hết các nghiệp. Nghiệp vị thuộc hắc hắc, đó gọi là nghiệp bất thiện, bởi chuyện nhiễm ô cho nên quả vị thuộc không đáng yêu quý. Nghiệp vị thuộc bạch bạch, đó gọi là nghiệp thiện của ba cõi, bởi vì không nhiễm ô cho nên quả vị thuộc thật đáng yêu quý. Nghiệp vị thuộc hắc bạch, hắc bạch, đó gọi là nghiệp lẫn tạp của cõi dục, bởi vì thiện và bất thiện xen lẫn nhau. Nghiệp không có vị thuộc, chẳng phải hắc bạch, có năng lực trừ hết các nghiệp, đó gọi là ở trong đạo phương tiện không gián đoạn. Các nghiệp vô lậu dùng đạo phương tiện và đạo vô gián là để đối trị các nghiệp kia. Phi hắc là xa trời phiền não cố nhiễm, bạch là luôn luôn thanh tịnh. Không có vị thuộc là bởi vì sanh tử trái ngược nhau. Có năng lực trừ hết các nghiệp là dựa vào nghiệp vô lậu. Để chỉnh chuyển nhổ sạch được na nghiệp hữu lậu như hắc hắc và tập khí vị thuộc của các nghiệp ấy. Còn kinh Ưu Bà Tắc Giới nói: nếu người thiện nam nào có người không hiểu nghiệp duyên như vậy, thì trong vô lượng đời kiếp lưu chuyển giữa sanh tử, tuy sanh đến cõi phi tưởng phi phi tưởng, thọ mạng tám vạn kiếp, phước hết vẫn rơi vào ba đường khổ đau. Đức Phật dạy rằng: này người thiện nam, tất cả mọi nét vẽ mô phỏng không có gì hơn được ý. Ý vẽ ra phiền não, phiền não vẽ ra nghiệp, nghiệp thì vẽ ra thân. Còn trong phẩm nghiệp A Tỳ Đàm Tạp Tâm có kể rằng: nghiệp luôn luôn trang sức thế gian, tất cả loài mọi nơi chúng. Vì vậy nên suy nghĩ về nghiệp, cầu giải thoát trời xa thế gian, trích tập các nghiệp thân miệng ý, quyết định từ trong có mà có. Nghiệp ấy vì tất cả các hành tô điểm đầy đủ các loại thân. Nghiệp của thân nên biết có hai, gọi là tác cùng với vô tác. Nghiệp của miệng cũng lại như vậy. Nghiệp của ý nên biết suy tư. Còn kinh Niết Bàn nói: này người thiện nam, nhưng có năm loại. Những gì là năm loại? Đó là nhân của sanh, nhân của hòa hợp, nhân của trú, nhân tăng trưởng, nhân xa xôi. Thế nào là nhân của sanh? Nhân của sanh tức là các nghiệp của phiền não và hạt giống của các loại cỏ cây bên ngoài, đó gọi là nhân của sanh. Thế nào là nhân của hòa hợp?
như thiện và tâm thiện quả hợp, bất thiện quả hợp với tâm bất thiện, vô ký quả hợp với tâm vô ký. Đó gọi là nhân của quả hợp. Thế nào là nhân của trú? Như bên dưới có trụ đỡ thì mái nhà không đổ sụp, núi sông cây cối dựa vào mặt đất mà được đứng vững. Bên trong có bốn đại và vô lượng phiền não mà chúng sanh được tồn tại. Đó gọi là nhân của trú. Thế nào là nhân tăng trưởng? Nhờ vào các nhân duyên như áo quần, ăn uống mà khiến cho chúng sanh được lớn lên. Như hạt giống bên ngoài, lửa mà không đốt cháy, chim mà không ăn mất thì được lớn lên. Như các hàng sa môn, bà la môn, nương nhờ các bậc hòa thượng thiện tri thức mà được lớn lên. Như con người nhờ vào cha mẹ mà được lớn lên, đó gọi là nhân tăng trưởng. Thế nào là nhân xa xôi? Ví như nhờ vào sự chú nguyện, ma quỷ không thể làm hại được, độc không thể nào nhiễm được. Nhờ vào vua quan bảo vệ đất nước mà không có trộm cướp. Như mầm cây nhờ vào đất nước lửa gió. Như con người dùng sữa để chế biến là nhân xa xôi của bơ. Như vô minh danh sắc là nhân xa xôi của thức. Tình huyết cha mẹ là nhân xa xôi của chúng sanh. Như thời tiết đều gọi là nhân xa xôi. Này người thiện nam, thể của Niết Bàn không phải là sự tạo thành do năm nhân như vậy. Tại sao lại nói là nhân vô thường? Bởi vì tất cả các pháp lại có hai loại nhân, một là tác nhân, hai là liễu nhân. Như người thợ gốm quay vòng dây, đó gọi là tác nhân. Như đèn đuốc soi rõ đồ vật trong bóng tối, đó gọi là liễu nhân. Này người thiện nam, đại Niết Bàn thì không từ tác nhân mà chỉ có liễu nhân. Liễu nhân ấy chính là 37 phẩm pháp trợ đạo và 6 pháp ba la mật. Đó gọi là liễu nhân. Lại nói, ba giải thoát môn, 37 phẩm trợ đạo có năng lực làm nhân của sanh và bất sanh cho tất cả phiền não, cũng làm liễu nhân cho Niết Bàn. Này người thiện nam, xa lìa phiền não thì có thể thấy sáng tỏ đối với Niết Bàn. Vì vậy Niết Bàn chỉ có liễu nhân chứ không có sanh nhân. Lại nói, nếu xa trời 37 phẩm trợ đạo như vậy thì cuối cùng không thể nào đạt được chánh quả của thanh văn, cho đến quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, không thấy Phật tánh và quả của Phật tánh. Vì nhân duyên đầy, phạm hạnh chính là 37 phẩm trợ đạo. Tại vì sao? Bởi vì tánh của 37 phẩm trợ đạo không điên đảo, có năng lực phá quỷ điên đảo. Tánh không phải là tà kiến, mà có năng lực phá quỷ tà kiến. Tánh không phải là sợ hãi, mà có năng lực phá quỷ sợ hãi. Tánh vốn là phạm hạnh thanh tịnh, cho nên có năng lực khiến chúng sanh cuối cùng tiến lên thực hành phạm hạnh thanh tịnh. Lời bàn, trên đây tôi dẫn ra kinh luận trình bày về nhiều loại nghiệp nhân, nhưng đến lúc đoạn trừ tội lỗi thì chưa trình bày về nặng nhẹ, cho nên dẫn ra kinh Ưu Bà Tắc Giới biện giải về nghiệp không giống nhau. Có nêu ra bốn loại riêng biệt. Một là lấy vật so với ý có bốn loại. Hai là nặng nhẹ không giống nhau có tám loại. Ba là thượng trung hạ không giống nhau lại có tám loại. Dựa vào luận Tát Bà Đa thì có tâm và vô tâm không giống nhau lại có tám loại. Tạm thời phân định tội lỗi thì đều thâu nhiếp tất cả. Vì vậy kinh thứ nhất nói, có vật nặng mà ý nhẹ, có vật nhẹ mà ý nặng, có vật nặng ý nặng, có vật nhẹ ý nhẹ. Thứ nhất là có vật nặng mà ý nhẹ, chính là giống như không có ác tâm giết hại cha mẹ. Thứ hai là vật nhẹ mà ý nặng, chính là giống như vì ác tâm mà giết hại súc sanh. Thứ ba là vật nặng ý nặng, chính là như người dùng tâm rất ác mà giết hại cha mẹ sanh ra mình. Thứ tư là vật nhẹ ý nhẹ, chính là như người dùng tâm nhẹ nhàng khinh thường mà giết hại súc sanh. Kinh thứ hai nói, ác nghiệp như vậy lại có tám loại nặng nhẹ không giống nhau. Những gì là tám loại? Đó là
Một, có phương tiện nặng mà căn bản thành rồi thì nhẹ. Hai, có căn bản nặng mà phương tiện thành rồi thì nhẹ. Ba, có thành rồi thì nặng mà phương tiện căn bản thì nhẹ. Bốn, có phương tiện căn bản nặng mà thành rồi thì nhẹ. Năm, có phương tiện thành rồi thì nặng mà căn bản thì nhẹ. Sáu, có căn bản thành rồi thì nặng mà phương tiện thì nhẹ. Bảy, có phương tiện căn bản thành rồi đều nặng. Tám, có phương tiện căn bản thành rồi đều nhẹ. Vật là một loại, bởi chỉ tâm lực cho nên cảm được quả nặng nhẹ sai khác. Như vậy thập nghiệp đạo có ba sự việc ấy: một là phương tiện, hai là căn bản, ba là thành rồi. Nếu lại có người có thể thường xuyên lễ bái, cúng dường cha mẹ, thầy dạy, hòa thượng và người có đức, trước hết có ý thăm hỏi mà lời nói thì mềm mỏng, đó gọi là phương tiện. Nếu thực hiện xong rồi mà luôn luôn tu tập, tâm niệm quan hỷ không hối tiếc gì thì gọi là thành rồi. Lúc thực hiện thì chuyên chú, đó gọi là căn bản. Mười thiện đã như vậy thì mười ác cũng như thế. Thứ ba là mười nghiệp đạo lại có ba loại, đó là thượng, trung, hạ, hoặc là phương tiện bậc thượng, căn bản bậc trung, thành rồi bậc hạ, hoặc là phương tiện bậc trung, căn bản bậc thượng, thành rồi bậc hạ, hoặc là phương tiện bậc hạ, căn bản bậc thượng, thành rồi bậc trung. Thay nhau làm thành tám loại, theo như trước có thể biết. Thứ tư là dựa vào luận Tát Bà Đa, thì phương tiện căn bản thành rồi, có tâm và vô tâm làm thành tám câu, theo chủng loại có thể biết. Còn dư luận A Tỳ Đàm Tâm thì nói có năm loại quả, đó là quả báo, quả sở y, quả tăng thượng, quả thân lực, quả giải thoát. Nếu là pháp thiện hữu lậu thì hoặc là bốn quả, hoặc là có năm quả. Có năng lực đoạn trừ kiết sử thì gọi là năm quả, không dựa vào đoạn trừ kiết sử thì gọi là bốn quả, trừ ra quả giải thoát. Nếu là pháp vô lậu thì hoặc là bốn quả, hoặc là ba quả. Nếu có năng lực đoạn trừ kiết sử thì ở trong bốn quả trừ ra quả báo. Nếu không đoạn trừ kiết sử thì trừ ra quả báo và quả giải thoát. Nếu là pháp vô ký thì trong đó chỉ có ba quả, trừ ra quả báo và quả giải thoát. Phần thứ ba, thập ác. Thứ nhất là dựa vào địa ngục trình bày về khởi lên bất thiện. Dựa vào luận Tỳ Đàm nói có năm nghiệp đạo: một là ác khẩu, hai là ý ngữ, ba là tham, bốn là sân, năm là tà kiến. Trong ác khẩu, ý ngữ và sân, lúc nhận chịu khổ báo thì có ba loại hiện hành. Ngục tốt mắng chửi vốn là hiện hành của ác khẩu, tức là lời ác khẩu này không hợp thời, pháp trái ngược không đúng đắn thì rơi vào ý ngữ. Lúc bấy giờ tức giận chính là sân hận. Ba loại bất thiện này là hiện hành của địa ngục. Nếu luận đến nghiệp tham và tà kiến thì thành tựu ở trong tâm mà không hiện hành, bởi vì phàm phu thô lỗ kia chưa đoạn trừ phiền não, cho nên tham và tà kiến thành tựu ở trong tâm. Nam nữ nơi ấy đều luôn luôn giận chịu khổ báo, nhưng không có nam nữ cùng làm điều tà vậy, cho nên không có tâm tham đầy hiện hành. Bởi vì thường xuyên giận chịu khổ báo, cho nên tâm thức tối tâm vụng về, không thể nào suy xét tìm tòi nhân quả có không. Vì vậy cũng không có tà kiến hiện hành. Đương nhiên còn lại sát đạo, vọng ngữ, lưỡng thiệt, nơi ấy không thực hiện thì luôn luôn là không có vấn đề gì. Nếu địa ngục không có nghiệp đạo hiện hành của tham và tà kiến thì tại sao nói nơi ấy thành tựu hai nghiệp này? Đáp: tâm pháp phiền não từ khi chưa đoạn đến nay, tuy không hiện hành nhưng tánh luôn luôn thành tựu, không giống như sắc nghiệp của thân miệng là bảy phần tác pháp thô thiển, có phát động thì mới thành tựu, không có nơi tạo tác thì không nói thành tựu. Vì vậy trong luận Tạp Tâm có nói rằng trong địa ngục không có sự giết hại lẫn nhau, cho nên không có nghiệp đạo sát sanh, không có sự tiếp nhận tài sản, cho nên không có nghiệp đạo trộm cắp,
không có sự chấp thọ đối với nam nữ, cho nên không có nghiệp đạo tà dâm. Lời nói khác với ý tưởng, cho nên gọi là vọng ngữ. Ở địa ngục không có ý tưởng sai khác, cho nên không có vọng ngữ. Lìa xa sự vui sướng thường xuyên, cho nên không có lưỡng thiệt. Bị đau khổ bức bách, cho nên có ác khẩu. Vì nói không hợp thời, cho nên có ý ngữ. Tham và tà kiến thành tựu mà không hiện hành. Thứ hai, thứ ba là trình bày trong ngạ quỷ và súc sanh có đủ 10 ác, nhưng không có 7 phần ác luật nghi của thân miệng. Hỏi: này, trong loại súc sanh thì không biết nói, tuy là có âm thanh nhưng có thành tựu khẩu nghiệp hay không? Đáp: lúc loại ấy khởi lên sân hận, phát ra âm thanh thì khác, tuy không phải là lời nói rõ ràng nhưng cũng thành tựu khẩu nghiệp. Vì vậy trong luận thành thật nói, âm thanh của súc sanh có phải là khẩu nghiệp không? Đáp: tuy không có lời nói diễn tả sai khác, nhưng từ trong tâm khởi lên, cho nên cũng gọi là tà nghiệp. Cũng có thể nói là có đủ 10 nghiệp, nhiều là lung dương, hiểu rõ ý chí của con người, cho nên có đủ 10 nghiệp đạo. Đương nhiên những loại súc sanh, ngu si, đần độn khác thì có thể đầy đủ 6 loại là thân 3 và ý 3. 4 nghiệp còn lại thì không có, bởi vì miệng không biết nói năng. Nếu dựa theo kiếp ban đầu thành lập thì súc sanh hiểu được lời nói của con người, như vậy cũng có thể đầy đủ 10 ác. Thứ tư là ngay trong loài người dễ khởi tội lỗi hành động. Trong loài người thì có 4 thiện hạ thế giới: Nam Chim, Đông Phước, Tây Gia. Thì người ở 3 phương này vì khởi lên nhiều ác nghiệp, cho nên đều có đủ 10 ác. Nhưng đối với 2 phương Đông, Tây thì nhẹ, phương Nam là nặng nhất, bởi vì có tiếp nhận ác luật nghi. Nếu dựa vào bất đơn để luận về tội lỗi thì phương ấy chỉ có nghiệp bất thiện, đó là ỷ ngữ, tham, sân, tà kiến. Bởi vì có ca hát, thơ phú, cho nên có ỷ ngữ, tham, sân và tà kiến thành tựu mà không hiện hành. Hỏi: phương Bắc có thực hiện sự diệt dâm dục, vì sao nói là không có nghiệp đạo tà dâm? Đáp: phương ấy không có vợ chồng cùng kết thành đôi với nhau, tuy có sự diệt dâm dục nhưng không có chiếm đoạt lấn hiếp lẫn nhau, cho nên không có tà dâm. Hỏi: đã có hành dâm thì tham dục đang hiện hành, tại sao lại nói chỉ thành tựu chứ không hiện hành? Đáp: người ở phương ấy khởi lên tham dâm mà không phải là người thế tục có thể sánh được, tuy nhiều lần hiện hành nhưng bậc thánh nói rằng không có tội, chỉ vì tâm tham này mà dâm dục dấy lên, hãy còn không phải là nghiệp tội, không dẫn đến khổ báo, huống chi là trung tâm luôn luôn khởi tham. Như vợ chồng ở thế gian, tham ái không hạn chế được. Hỏi: người ở phương Bắc đã có ca từ thơ phú, pháp này không thích hợp, tức là vọng ngữ, tại sao không nói có nghiệp vọng ngữ? Đáp: người ở phương ấy thuần hậu, chất trực, không làm điều gì gian trá, giả dối, không có tâm lừa gạt người khác, cho nên không phải là vọng ngữ. Người ở phương ấy thọ mạng xác định là 1000 năm, cho nên không có nghiệp giết hại. Người ở phương ấy ăn mặc tự nhiên, đất có thóc gạo, cây có áo quần đẹp đẽ, nghĩ đến thì tự nhiên hiện ra, không có người chủ quản, nắm chữ, cho nên không có nghiệp trộm cắp. Người ở phương ấy nhu hòa, cho nên không có các nghiệp ác khẩu lưỡng thiệt. Vì vậy trong luận tạp tâm nói, quốc đơn có 4 nghiệp đạo bất thiện, thọ mạng xác định, cho nên không có sát sanh, không quý trọng tài sản, cho nên không có trộm cắp, không chấp thị đối với nam nữ, cho nên không có tà dâm, không lừa dối người khác, cho nên không có vọng ngữ, thường hòa hợp, cho nên không có lưỡng thiệt, bởi vì mềm mỏng, cho nên không có ác khẩu, có ca từ dịnh tán, cho nên có ỷ ngữ. Nếu luận về nghiệp đạo của ý thì tuy thành tựu mà không hiện hành. Thứ năm là ngay loài trời dễ khởi tội lỗi hành động. 6 tầng trời cõi dục này có những nghiệp sắc đạo, trong đó tuy có 10 nghiệp bất thiện nhưng không có 7 loại ác luật nghi của thân miệng. Vì vậy trong luận tập tâm nói, 6 tầng trời cõi dục có 10 nghiệp đạo trời xa bất luật nghi,
tuy không làm hại loài trời nhưng làm hại những loài khác, như là làm hại tu la cũng có cắt đứt tay chân mà còn sống lại, nếu chặt đầu thì chết, lần lượt chiếm đoạt lẫn nhau cho đến 10 nghiệp đạo thì tất cả đều có. Cũng có chư thiên ít phước thiếu thốn các duyên cung cấp lại lấy trộm của nhau, cho nên có nghiệp trộm cắp. Hoặc có chư thiên tự mình thiếu phước mà ưa thích dâm dục với chư thiên xinh đẹp khác, cho nên có nghiệp tà dâm. 7 nghiệp còn lại dặn rõ ràng có thể biết. Nếu luận về chư thiên cõi sắc và cõi vô sắc dựa theo tỳ đàm thì không có nghiệp bất thiện. Căn cứ vào lý mà nói thì cũng có 3 nghiệp bất thiện di tế. Đó là trong ý niệm của họ có những tâm niệm tà mạng. Lỗi của nghiệp thân miệng như trong sơ thiền, bà già Phạm Dương nói với các phạm chúng: các người được cư trú nơi này, ta có thể làm cho các người đến tận cùng không còn già chết. Các người không cần phải đến những nơi của cụ Đàm. Tỳ kheo Hắc Sĩ đi đến hỏi về điều đó: tâm muội của sơ thiên dựa vào tâm muội nào sanh ra, từ tâm muội nào mà diệt đi? Phạm Dương đáp: ta là bậc tôn quý trong các phạm chúng. Tỳ kheo Hắc Sĩ nói: tôi không hỏi Phạm Dương là tôn quý hay thấp hèn, chỉ hỏi về tâm muội của sơ thiền dựa vào tâm muội nào mà sanh ra, từ tâm muội nào mà diệt đi. Bậc tôn quý ấy không thể nào trả lời được. Tỳ kheo liền túm lấy bậc tôn quý lôi ra khỏi mọi người, nói với bậc tôn quý rằng: tôi không thể nào biết được tâm muội của sơ thiền từ tâm muội nào sanh ra, từ tam muội nào diệt đi, sao ông đành lòng ở giữa phạm chúng làm tổn hại bôi nhỏ tôi vậy? Đây là phiền não bất thiện của tâm lý định bợ giả dối. Nói Đức Phật không có năng lực làm cho các người giải thoát, tức là ác khẩu, ỷ ngữ mà phỉ báng Đức Phật. Cõi phía trên chỉ có sự định bợ giả dối này làm cho nghiệp bất thiện di tế của thân miệng phát động, nhưng không khởi lên thô ác làm tổn hại đối với người khác mà sanh lên cõi phía trên, bởi chị đã từng tu tập đạt được định, xa lìa tất cả tâm lý tham sân thô thiển của cõi dục, cho nên đạt được quả báo ấy vẫn có thể tu định. Tuy có phiền não nhưng chỉ là tâm si ám, bởi chị mê mờ đối với đạo cho nên khởi niệm ái mạng, thích tu pháp thiện mong được hơn hẳn người khác. Những phiền não này là do định mà hủy diệt, vì vậy không làm tổn hại người khác, cùng trái ngược lẫn nhau. Nếu dựa theo tỳ đàm thì phiền não của cõi phía trên không phải là bất thiện mà nói là vô lý. Những ý niệm tham di tế này có thể làm cho tâm thanh tịnh, tuy là vô ký nhưng thể là nhiễm ô, không giống như quả báo sanh ra sắc tâm khổ vui và oai nghi cùng vô ký thanh tịnh. Vì vậy luận nói là vô ký nhiễm ô. Từ ý niệm nhiễm ô này mà tưới thấm nghiệp nhân để thọ sanh. Nếu phiền não này không tưới thấm nghiệp nhân thì nghiệp nhân sẽ khô tàn và vĩnh viễn không dẫn đến quả báo. Chúng sanh cõi phía trên không còn sanh tử trở lại, bởi vì luôn luôn tưới thấm nghiệp nhân cho nên phải tiếp tục sanh ra. Hỏi: phiền não của cõi phía trên đã luôn luôn tưới thấm nghiệp nhân, tưới thấm sanh ra cảm được quả báo, vì sao không phải là ký? Đáp: phiền não của cõi phía trên tuy là tưới thấm nghiệp nhân nhưng chỉ có được quả báo tổng quát để thọ sanh mà thôi, chứ không nhờ vào phiền não này mà thực sự cảm được quả báo an vui, cũng không dẫn đến khổ báo do vô ký này. Không giống như phiền não bất thiện của cõi phía dưới cảm được khổ của quả báo tổng quát và quả báo riêng biệt. Nếu dựa theo luận thành thực thì trong hai cõi phía trên đã khởi lên tà kiến đều gọi là bất thiện. Như luận ấy giải thích, người ở cõi sắc và cõi vô sắc cho rằng đây là niết bàn, lúc sắp mạng chung thấy trung ấm của cõi dục và cõi sắc liền sanh khởi tà kiến, nói là không có niết bàn mà bài bán không có pháp cao hơn, nên biết rằng trung hữu ấy có nghiệp bất thiện. Luận lại giải thích, tà kiến của cõi phía trên là đạo lý nhân duyên của khổ, cõi phía trên dựa vào địa vị của họ mà phân định, do tâm di tế của chúng sanh mà khởi lên hoặc nghiệp di tế, phần nhiều không trở thành nghiệp, cho nên gọi là vô ký. Nếu dựa vào tất cả các luận
có thể đối với trung hữu khởi lên tà kiến thô thiển trở thành bất thiện, thì nghĩa trong tỳ đàm giải thích nên phân định trước, nghĩa trong thành thực luận bàn phải thông suốt sau. Đồng thời căn cứ vào lý thì phiền não gì thế ấy đều trái giới lý mà khởi lên, tất cả là bất thiện. Chính xác dựa vào thành thực thì ác nghiệp bất thiện cả ba cõi cùng khởi lên, chỉ có điều là nhiều ít thêm bớt có sai khác mà thôi. Lời bàn: trên đây chỉ dựa vào phàm phu mà trình bày về những tội lỗi hành động dựa vào thân phát khởi. Nếu luận đến thánh nhân như bậc Tu Đà Hoàng, trời khỏi pháp quán thất niệm thì có lẽ có khởi ý bất thiện di tế sinh ra những quyền ác, có đủ kiết sự cõi dục, tham sân tuy mạnh nhưng dụng vặt tự như phàm phu còn sót lại, chỉ có thể khởi lên tham dục sân mạng chứ không trở lại suy nghĩ khởi tâm tà kiến, cũng không khởi tâm sát hại trộm cắp. Như dựa vào tỳ đàm thì có thể có quyến thuộc làm phát sanh những sự việc thuộc nghiệp bất thiện, nhẹ nhàng không nghiêm trọng. Nếu dựa vào thành thực thì có ý bất thiện làm độn thân miệng mà không tạo thành nghiệp báo. Còn trong luận về Kinh Di Lặc, Bồ Tát Sở Dẫn nói, tất cả các pháp của 10 nghiệp đạo bất thiện này đều phát khởi từ tham sân si, như dựa vào ba độc mà khởi nghiệp sát sanh. Nếu dựa vào tâm tham mà khởi, hoặc vì gia thịt tiền bạc cho nên đoạn dứt mạng sống loại khác thì gọi là dựa vào tham mà khởi. Nếu dựa vào tâm sân mà khởi, hoặc vì tâm sân mà giết hại kẻ thù thì gọi là dựa vào sân mà khởi. Nếu dựa vào tâm si mà khởi, hoặc có người nói giết những loài trấn trích bọ cạp đã làm cho đời sống chúng sanh gặp khổ não, tuy giết chúng nhưng mà không có tội. Có người nói giết bỏ cha mẹ già và người bệnh nặng thì không có tội báo, đó gọi là dựa vào si mà khởi. Như dựa vào ba độc mà khởi nghiệp trộm cắp, nếu dựa vào tâm tham mà khởi, hoặc vì bản thân, hoặc vì người khác, hoặc vì ăn uống thì gọi là dựa vào tham mà khởi. Nếu dựa vào tâm sân mà khởi, hoặc đối với những vật bên cạnh người mình sân hận và những vật yêu quý của người mình sân hận mà trộm lấy những vật ấy thì gọi là dựa vào sân mà khởi. Nếu dựa vào tâm si mà khởi, như có Bà La Môn nói, tất cả mọi vật vốn có trên mặt đất này chỉ là mình ta có. Tại vì sao? Bởi vì quốc vương ấy trước kia ban cho ta, nhưng bởi vì ta không có sức mạnh, bị dòng họ khác đoạt lấy sự tiếp nhận, sử dụng của ta. Vì vậy ta lấy chính là vật của mình. Không gọi trộm cắp, đó gọi là dựa vào tâm ba si mà khởi. Như dựa vào ba độc mà khởi nghiệp tà dâm. Nếu dựa vào tâm tham mà khởi, hoặc đối với chúng sanh khởi tâm tham nhiễm, không tu hành đúng như thật, thì gọi là dựa vào tham mà khởi. Nếu dựa vào tâm sân mà khởi, hoặc đối với người được sự giúp đỡ, che chở của người khác, dựa vào tâm sân cố tình khởi nghiệp, hoặc dâm giới vợ con của kẻ thù, hoặc dâm giới những người yêu quý của kẻ thù, thì gọi là dựa vào sân mà khởi. Nếu dựa vào tâm si mà khởi, hoặc có người nói, ví như cố giả gạo, hoa thơm, quả chín, đồ ăn thức uống, sông hồ, núi đồi và đường xá đi lại cùng với người nữ hành dâm không có tội, hoặc như hạng ba la tư tà dâm với những phụ nữ, đó gọi là dựa vào si mà khởi. Như dựa vào ba độc mà khởi nghiệp vọng ngữ thì ba loại này có thể hiểu. Như vậy lưỡng thiệt, ác khẩu và ý ngữ cũng đều như thế. Dựa vào tâm tham mà khởi là dựa vào tham mà kiết sự phát sanh, hay tâm theo thứ tự hiện rõ trước mắt, như vậy gọi là dựa vào tham mà khởi. Dựa vào sân mà kiết sự phát sanh thì gọi là dựa vào sân mà khởi. Dựa vào si mà kiết sự phát sanh thì gọi là dựa vào si mà khởi. Dựa vào tham sân cùng với tà kiến cũng đều như vậy. Nên biết. Hỏi: vì sao không nói đến tướng gây ra, không gây ra và không có tướng gây ra, quyết định trong nghiệp nào có, trong nghiệp nào không có?
Đáp: chỉ trừ tra tà dâm, trong 6 nghiệp còn lại thấy đều bất tịnh. Nghĩa này thế nào? Nếu là tự mình làm thì thành tựu nghiệp đã làm và không có nghiệp đã làm. Tác vô tác. Nếu khiến người khác làm thì chỉ có nghiệp không làm, không thể nào có nghiệp đã làm. Đối với tà dâm thì quyết định là có làm, không thể nào có nghiệp không làm. Tại vì sao? Bởi vì nghiệp tà dâm này chung quy là tự mình làm, chứ không có nghiệp khiến người khác làm. Vì vậy kinh có nói rằng có thể có nghiệp không phải thân làm, mà cần phải thành tựu tội lỗi sát sanh hay không? Đáp: có. Như miệng sẽ khiến người khác làm thì thành tựu tội lỗi sát sanh. Lại hỏi: có thể có nghiệp không phải miệng gây ra, mà cần phải thành tựu tội lỗi trọng ngữ hay không? Đáp: có. Như dùng nghiệp của thân làm thành tựu tội lỗi trọng ngữ của nghiệp do miệng. Lại hỏi: có thể có nghiệp không phải thân làm, nghiệp không phải miệng gây ra, mà cần phải thành tựu nghiệp của thân miệng hay không? Đáp: có. Như bởi vì người tiên dựa vào tâm sân, cho nên chỉ có sắc thân của cõi dục. Trong thiện nghiệp đạo thì suy cho cùng là có gây ra và không có gây ra. Thiện vô lậu giới, không có vô tắc giới. Tại vì sao? Bởi vì dựa vào tâm. Trung gian thiện là bất định. Nếu tâm sâu dày, cuối cùng là tâm cung kính thực hiện nghiệp thân miệng, thì thành tựu tác nghiệp và vô tác nghiệp. Nếu tâm sâu dày là tâm kiết sử, giấy khởi nghiệp của thân miệng, thì cũng thành tựu tác nghiệp và vô tác nghiệp. Nếu không phải là tâm sâu dày thì cũng thành tựu tác nghiệp và vô tác nghiệp. Còn nếu không phải là tâm sâu dày, không phải cuối cùng là tâm cung kính tạo ra nghiệp thân miệng, thì chỉ có tác nghiệp chứ không có vô tác nghiệp. Nếu không phải là tâm sâu dày mà tâm kiết sử phát khởi nghiệp của thân miệng, thì cũng chỉ có tác nghiệp chứ không có vô tác nghiệp. Nhưng tâm phương tiện tác nghiệp trở lại hối hận thì chỉ có tác nghiệp chứ không có vô tác nghiệp. Hỏi: ở trong nghiệp đạo, điều gì là quyến thuộc trước, điều gì là quyến thuộc sau? Đáp: nếu khởi lên phương tiện sát sanh, như người giết mổ làm thịt con dê, hoặc đem vật mau dẫn đến nơi giết mổ, bắt đầu hạ xuống một nhát dao, hoặc hai, ba nhát dao, mạng con dê chưa chấm dứt, mà vốn có ác nghiệp, thì gọi là quyến thuộc trước. Tùy theo nhát dao nào hạ xuống, kết liễu mạng căn ấy, ngay lúc nghĩ đến nó mà có tác nghiệp và vô tác nghiệp, như vậy đều gọi là nghiệp đạo căn bản. Tiếp sau đó thực hiện tác nghiệp của thân hành thì gọi là quyến thuộc sâu của nghiệp sát sanh. Cho đến ý ngữ cũng đều như vậy. Nên biết trong nghiệp của tham sân tà kiến thì không có quyến thuộc trước của nghiệp, bởi vì tâm bắt đầu phát khởi thì lập tức thành tựu nghiệp đạo căn bản. Nhưng 10 nghiệp đạo bất thiện của thân biện ý, tất cả đều có quyến thuộc trước sau. Nghĩa này là như thế nào? Nghĩa là như người khởi tâm muốn đoạn dứt mạng sống của chúng sanh này, nhưng đó lại tiếp tục đoạn dứt mạng sống của chúng sanh khác. Như muốn cúng tế trời đất mà giết hại chúng sanh, thì đoạt lấy vật của người khác. Muốn giết hại người kia, lại châm giới vợ của họ. Sanh tâm như vậy lại khiến cho người vợ ấy tự giết hại chồng mình, lại dùng đủ loại ngôn từ tranh chấp hỗn loạn, phá hoại thân thuộc của người ấy. Không có lúc nào không phải là thật. Ở giữa những đồ vật của người ấy lại sanh tâm tham lam, liền đối với người ấy lại sanh tâm sân hận. Vì giết hại người ấy cho nên sanh ra tà kiến như vậy. Tà kiến tăng thêm mà kết liễu mạng sống của người ấy, còn muốn giết hại vợ con của họ. Như vậy lần lượt đầy đủ 10 loại nghiệp đạo bất thiện. Những nghiệp như vậy gọi là quyến thuộc trước. Tất cả 10 nghiệp đạo bất thiện cũng đều như vậy, nên biết. Giả lại, trời xa thiện đạo thì không có phương tiện tu hành nghiệp đạo thiện. Phương tiện này dùng để xa lìa căn bản và xa lìa phương tiện. Nói là phương tiện thì như sa di kia muốn thọ đại giới, sắp đi đến giới đàn lễ lạy chúng tăng đầy đủ,
liền tính cầu hòa thượng cho phép trì ba y. Chỉ mới thực hiện trình bày lần thứ nhất, lúc thực hiện trình bày lần thứ hai, như vậy đều gọi là quyến thuộc trước. Từ lần trình bày thứ ba đến lúc yết ma hoàn tất, tác nghiệp đã phát khởi và niệm phát khởi vô tác nghiệp ấy. Những nghiệp này đều gọi là căn bản nghiệp đạo. Tiếp đến nói về tứ y, cho đến bất xả, thiện hạnh đã thọ, tác nghiệp và vô tác nghiệp của thân biện. Những loại như vậy đều gọi là quyến thuộc sâu. Hỏi, nên giải thích về quả và nhân tùy thuận của 10 nghiệp đạo bất thiện như thế nào? Đáp, có 3 loại quả, đó là: một là quả của quả báo, hai là quả của tập khí, ba là quả tăng thượng. Mỗi một nghiệp đạo đều có 3 loại này. Nghĩa này thế nào? Nghĩa là 10 nghiệp đạo bất thiện có đầy đủ 3 loại hạ, trung, thượng. Nếu sanh trong địa ngục, vào trong loài người, vì sát sanh cho nên có quả đoản mạng, vì trộm cắp cho nên chịu quả không có tiền của sinh hoạt, vì tà dâm cho nên không có thể bảo vệ vợ mình, vì giọng ngữ cho nên có quả bị người khác phỉ báng, vì lưỡng thiệt cho nên chịu quả quyến thuộc phá hoại, vì ác khẩu cho nên chịu quả không được nghe tiếng tốt, vì ỷ ngữ cho nên chịu quả bị người ta không tin, vì trước kia tham lam cho nên tâm tham tăng mạnh, vì trước kia sân hận cho nên tâm sân tăng mạnh, vì tà kiến cho nên tâm si tăng mạnh. Như vậy tất cả gọi là quả của tập khí. Quả tăng thượng là dựa vào 10 loại nghiệp đạo bất thiện ấy. Tất cả mọi vật ở bên ngoài không có được thể mạnh thuận lợi, đó gọi là đất đai cao thấp, thấp nhô, chim chuột, mưa đá, gai gốc, bụi bặm, mùi hôi, có nhiều rắn độc hại, thóc lúa qua màu thiếu hụt, trái quả ít ỏi nhỏ bé, cùng với những quả đắng cay vô cùng. Như vậy tất cả gọi là quả tăng thượng. Lại có quả tương tư, là nếu như giết hại thì chỉ vậy mà cháy lên đủ loại những nỗi khổ làm hại chúng sanh, vì nỗi khổ ấy cho nên sanh vào trong địa ngục nhận chịu đủ loại khổ đau, vì đoạn mất mạng sống kẻ khác, đời sau sanh trong loài người phải mang quả báo đoạn mạng, vì đoạn mất hơi ấm tiếp xúc của kẻ khác, cho nên tất cả đồ vật bên ngoài để cung cấp giúp đỡ đời sống không có được thế mạnh thuận lợi. Như vậy trong tất cả 10 nghiệp đạo, tùy theo nghĩa tương ứng mà giải thích. Nên biết, như cướp đoạt vật của người khác, tà dâm giới vợ của người, tuy không phát sanh khổ não bức bách nặng nề gì khác mà tâm có ý phá hoại, cho nên nhận chịu tội lỗi. Tuy không phá hoại, không sân hận, không ác khẩu, mà do tâm có ác ý cho nên mang lấy tội lỗi. Phần thứ tư, thập thiện. Nếu dựa theo 10 thiện mà phân biệt, thì như Tỳ Đàm nói, ở trong chốn địa ngục kia chỉ có ý niệm thuộc về 3 nghiệp đạo thiện, nhưng mà chỉ thành tựu chứ không hiện hành. Phương Bắc cũng như thế, còn lại thì tất cả đều có đủ 10 nghĩa, dặn rõ ràng có thể biết. Như luận về Kinh Di Lặc, Bồ Tát Sở Dẫn nói, Bồ Tát này hành 10 nghiệp đạo bất thiện, vì tích tập nhân duyên cho nên sẽ rơi vào 3 đường ác. Hành 10 nghiệp đạo thiện, tích tập nhân duyên cho nên sẽ sanh vào trong trời người. Lại trên 10 nghiệp đạo thiện này, cùng với trí tuệ quán sát, hòa hợp, tu hành, tâm tư kém cỏi, tâm chán ngán 3 cõi, trời xa đại bi, từ người khác mà nghe tiếng mới được thông đạt, nghe tiếng mà ý hiểu thành tựu thanh chân thừa. Lại trên 10 nghiệp đạo thiện thanh tịnh này, không từ người khác mà nghe, tự mình hiểu biết đúng đắn, nhưng không có đủ đại bi, mà lại thông đạt sâu sắc về pháp nhân duyên, cho nên thành tựu bích chi Phật thừa. Lại trên 10 nghiệp đạo thiện cao xa này, thanh tịnh đầy đủ, tâm tư trọng lớn vô lượng, vì các chúng sanh mà phát khởi đại bi, tu hành nhất thiết chủng trí, làm cho thanh tịnh đầy đủ, giống là thành tựu Bồ Tát thừa. Hỏi, thế nào gọi là nghĩa của nghiệp đạo? Đáp, 7 nghiệp của thân biện, tức là tướng của tự thể, gọi là nghiệp đạo. 3 nghiệp còn lại là ý tương ưng với tâm, lại ngay đời nghiệp ấy có năng lực làm thành phương hướng
cho nên gọi là nghiệp đạo. Hỏi, nếu ngay nơi nghiệp gọi là đạo đều có thể hướng về địa ngục, thì tại sao ba nghiệp còn lại không phải là nghiệp đạo? Đáp, như bảy nghiệp kia, ở nghiệp này luôn luôn làm căn bản cho bảy nghiệp kia, bởi vì tương ưng, bởi vì không có thể như bảy nghiệp kia, cho nên không gọi là nghiệp đạo. Hỏi, tất cả mùi vị thơm ngon, uống rượu ăn thịt, nắm tay đánh đấm, tất cả những sự nhạo báng cười cợt, những ác hạnh như vậy, tất cả mọi sự lễ lạy, cúng dường, cung kính, trời xa uống rượu, những thiện ác như vậy, ác hạnh và thiện hạnh như vậy, tại sao không ghi nhận để làm thành nghiệp đạo? Đáp, xa lìa uống rượu chỉ là tâm nghiệp, có thể khởi lên bảy nghiệp, chứ không phải là nghiệp của thân miệng. Vì vậy không phải là nghiệp đạo. Nếu việc làm tương ưng với tâm thì cũng là nghiệp đạo. Hỏi, nếu ngay nơi nghiệp ấy có năng lực làm thành phương hướng gọi là nghiệp đạo, thì tất cả các pháp đối với tâm đều gọi là nghiệp đạo. Tại sao chỉ nói 10 loại nghiệp đạo mà không nói là vô lượng nghiệp đạo? Đáp, bởi vì nặng nề hơn, vì trong những ác hạnh và thiện hạnh thì 10 nghiệp đạo là quan trọng. Những việc khác không quan trọng, cho nên không nói là vô lượng. Giải lại 7 nghiệp luôn luôn hết sức nặng nề. 3 nghiệp của ý cũng nhẹ mà cũng nặng, uống rượu, ăn thịt thì không như vậy. Vì vậy cho nên chỉ nói 10 nghiệp gọi là nghiệp đạo, mà không nói nghiệp khác gọi là nghiệp đạo. Hỏi, xa lìa sắc sanh thì thế nào? Là những tướng sắc sanh cần phải giải thích. Đáp, sắc sanh có 8 loại: cố tâm, người khác, xác định hoặc không xác định tướng của chúng sanh, tâm nghi ngờ, khởi lên phương tiện xả mạng, tác, tướng bất tác, tướng vô tác. 8 loại này gọi là thân nghiệp sắc sanh. Thân, miệng, ý, nghiệp gọi là sắc sanh. Hỏi, vì sao gọi là cố tâm? Đáp, nếu không cố tâm mà thành tội sắc sanh thì A-la-hán không được niết bàn, bởi vì A-la-hán đoạn bất nhân của thế gian, có tâm bất tác mà sát hại chúng sanh, cũng phải sanh trở lại thế gian. Nhưng thực sự không phải như vậy. Bởi vì nghĩa này cho nên không cố tâm sát thì không mang tội báo. Hỏi, vì sao gọi là người khác? Đáp, bởi vì không phải mạng căn của mình. Nếu có người khác là người có thể sát hại, thì người chủ động sát hại mang tội sát sanh. Bởi vì tự sát hại thì không có cảnh giới có thể sát hại, tự đoạn mạng mình thì không mang ác báo. Giả lại, A-la-hán tự làm hại thân bạn, đoạn mạng mình vốn có, nhưng họ không có tội. Tại vì sao? Bởi vì tâm bình đẳng đã xa trời sân hận, thì tự sát hại mình không mang tội lỗi sát sanh. Hỏi, vì sao gọi là xác định hoặc không xác định tướng của chúng sanh? Đáp, xác định tướng của chúng sanh như có 100.000 người mà khởi tâm ở trong đó xác định sát hại người ấy thì mang tội sát sanh. Nếu sát hại người khác thì không mang tội sát sanh. Không xác định là bởi vì loại bỏ tất cả mà tùy ý sát hại thì phải mang tội, bởi vì ở nơi ấy không lìa tướng chúng sanh vốn có. Hỏi, vì sao gọi là nghi ngờ? Đáp, tâm nghi ngờ mà sát sanh thì cũng mang tội sát sanh, bởi vì loại ấy là chúng sanh thì cũng mang tội sát sanh, bởi vì trời bỏ tâm từ bi cho nên mang tội sát sanh. Hỏi, vì sao gọi là khởi lên phương tiện xả mạng? Đáp, nếu người sát hại ở trong trường hợp ấy dễ tâm bất thiện, nhất định phải đoạn mạng căn, không có tâm từ bi làm ra phương tiện sát hại thì gọi là khởi lên phương tiện. Hỏi, vì sao gọi là tác, tướng bất tác, tướng vô tác? Đáp, tác là thuộc về việc làm, bất tác là thuộc về tên gọi của việc làm. Việc làm ấy cùng dấy lên, tuy nghiệp gây ra đã không còn, mà pháp thiện vô ký vẫn đối tiếp nhau không dứt. Như trong kinh giải thích, người có niềm vui tu tập thực hành 10 loại công đức, đi đứng ngủ thức, ngày đêm thường phát sinh công đức, tăng trưởng công đức,
Nếu xa trời nghiệp, thân biện thì lại không có gì không làm. Tại sao tâm và pháp khác nhau mà có thể tăng trưởng? Vì vậy nên biết rằng xa trời nghiệp thân biện thì có pháp vô tác. Giả lại, tự mình không làm mà khiến cho người khác gây ra nghiệp. Nếu không có gì không làm thì nghiệp này làm sao thành được? Nếu không có việc nào không làm thì xa trời ba la đề một xoa. Cũng phải không có giới nào không thực hiện. Vì vậy nên biết rằng là có pháp không làm. Hỏi: thế nào là xa lìa trộm cắp? Đáp: trộm cắp có 9 loại. Một là người khác giữ gìn, hai là nghĩ đến vật ấy, ba là tâm nghi ngờ, bốn là biết không thuộc về người khác, năm là muốn đoạt lấy, sáu là biết vật của người khác mà khởi tâm của mình, bảy là tướng tác, tám là tướng bất tác, chín là tướng vô tác. 9 loại này gọi là thân nghiệp trộm cắp. Hỏi: sao gọi là người khác giữ gìn? Đáp: đây là nói rõ về trường hợp lấy vật của người khác giữ gìn. Hỏi: sao gọi là nghĩ đến vật ấy? Đáp: nếu không sanh ý tưởng của mình, không nói lại vật của mình thì không mang tội trộm cắp, gọi là nghĩ đến vật ấy. Hỏi: sao gọi là tâm nghi ngờ? Đáp: nếu tâm có nghi ngờ đây là vật của mình hay là vật của người khác, mà vật ấy hoặc vật khác đều cần phải biết rõ. Hỏi: sao gọi là biết không thuộc về người khác? Đáp: biết vật khác mà sanh tâm khác tùy theo ý tưởng của mình. Hỏi: sao gọi là muốn đoạt lấy? Đáp: khởi lên tâm làm tổn hại. Hỏi: sao gọi là biết vật của người khác mà khởi tâm của mình? Đáp: nếu thấy không khác nhau, hoặc lấy trong chỗ tối tâm, hoặc lấy rất vội vàng, hoặc lấy vật còn lại, hoặc lấy vật của người khác, hoặc tưởng là lấy vật của mình. Hỏi: sao gọi là tướng tác, tướng vô tác? Đáp: ba tướng này như đã nói trong tội sát sanh ở trước. Hỏi: thế nào là xa lìa tà dâm? Đáp: tà dâm có 8 loại. Một là người nữ được bảo vệ, hai là nghĩ đến người ấy, ba là tâm nghi ngờ, bốn là đạo và phi đạo, năm là không được bảo vệ, sáu là phi đạo và phi thời, bảy là tác, tám là tướng vô tác. 8 loại này gọi là thân nghiệp tà dâm. Hỏi: sao gọi là người nữ được bảo vệ? Đáp: có nghĩa là được cha mẹ, anh em cùng bảo vệ che chở. Hỏi: sao gọi là nghĩ đến người ấy? Đáp: nếu biết người nữ ấy là có sự bảo vệ của cha mẹ, anh em mà nghĩ đến người nữ với ý tưởng có sự bảo vệ che chở. Hỏi: sao gọi là tâm nghi ngờ? Đáp: nếu sanh tâm nghi ngờ là người nữ của mình hay là người nữ của người khác được cha mẹ bảo vệ, hay là những người nữ không được bảo vệ, thì tất cả đều trở thành tà dâm. Hỏi: sao gọi là đạo và phi đạo? Đáp: đạo là chúng có đạo lý, phi đạo thì có nghĩa là trái với đạo lý. Hỏi: sao gọi là người nữ ấy không được bảo vệ, phi đạo và phi thời? Đáp: đây cũng gọi là tà dâm. Hỏi: sao gọi là tác, tướng bất tác, tướng vô tác? Đáp: ba loại này như trong phần sắc sanh đã nói, nhưng tướng bất tác trong này thì ở trong tà dâm không có pháp bất tác như vậy, mà cần phải tự mình thực hiện mới thành tội. Hỏi: thế nào là xa lìa vọng ngữ? Đáp: vọng ngữ có 7 loại. Một là những sự việc thấy nghe, hai là sự việc điên đảo và phi điên đảo, ba là tâm nghi ngờ, bốn là khởi lên ý tưởng che giấu, năm là tác, sáu là tưởng bất tác, bảy là tưởng vô tác, tám là những loại này gọi là khổ nghiệp vọng ngữ. Hỏi: sao gọi là những sự việc thấy nghe? Đáp: đó là thấy, nghe, hiểu, biết. Hỏi: sao gọi là sự việc điên đảo và phi điên đảo?
Đáp: sự việc điên đảo là như nghe, như sự việc ấy. Phi điên đảo thì có nghĩa là như sự việc ấy. Hỏi: sao gọi là tâm nghi ngờ? Đáp: nếu sinh ra nghi ngờ là như vậy hay không như vậy, là luôn luôn như vậy hay là luôn luôn không như vậy. Hỏi: sao gọi là khởi lên ý tưởng che giấu? Đáp: che giấu sự thật, dựa vào trong sự tướng khác mà nói về tướng sai khác. Tác, tướng bất tác và tướng vô sắc, như trong phần sắc sanh đã nói. Hỏi: thế nào là xa lìa lưỡng thiệt? Đáp: lưỡng thiệt có 7 loại. Một là khởi ý bất thiện, hai là thực sự hư vọng, ba là tâm phá hoại, bốn là trước đó lộ rõ ý không hòa hợp, năm là tác, sáu là tướng bất tác, bảy là tướng vô tác. 7 loại này gọi là khổ nghiệp lưỡng thiệt. 7 loại này dễ hiểu, không cần phải giải thích. Hỏi: thế nào là xa lìa ác khẩu? Đáp: ác khẩu có 7 loại. Một là dựa theo ý bất thiện, hai là khởi tâm làm đảo loạn, ba là dựa vào tâm hỗn loạn, bốn là lời nói khác lạ, năm là tác, sáu là tướng bất tác, bảy là tướng vô tác. 7 loại này cũng dễ hiểu, không cần phải giải thích. Hỏi: thế nào là xa lìa ý ngữ? Đáp: ý ngữ có 7 loại. Một là dựa theo ý bất thiện, hai là vô nghĩa, ba là trái thời, bốn là tương ưng với ác pháp, năm là tác, sáu là tướng bất tác, bảy là tướng vô tác. Hỏi: sao gọi là dựa theo ý bất thiện? Đáp: dựa vào cõi dục tu đạo, tâm phiền não tương ưng với lời đói, đó gọi là ý ngữ. Hỏi: sao gọi là vô nghĩa? Đáp: bởi vì xa rời nghĩa chân thực. Hỏi: sao gọi là trái thời? Đáp: lời nói tuy có nghĩa mà nói không đúng lúc cũng thành ý ngữ. Giả lại, có lúc nói ở giữa đại chúng nhưng vì người nói tự do cũng trở thành ý ngữ. Hỏi: sao gọi là tương ưng với ác pháp? Đáp: nghĩa là tất cả các loại nói nhạo, dèm pha, ca múa không hợp pháp tắc, tất cả những loại tương ưng với pháp bất thiện đều là ý ngữ. Tác, tướng bất tác và tướng vô tác như đã nói trong phần sắc sanh trước đây. Sau đây là tham sân và tà kiến, dạng ấy dễ hiểu, không cần phải giải thích rườm rà. Lại trong luận nói: như trong kinh Sa Già La Long Vương sở vấn, Như Lai giảng giải rằng: này Long Vương, xa trời nghiệp sát hại thì cảm được 10 loại pháp mát lành, lìa khỏi phiền não nóng bức. Những gì là 10 loại? Đó là: 1. Giúp cho tất cả chúng sanh tâm lý vô úy. 2. An trú trong ý niệm đại từ. 3. Đoạn trừ các tập khí lầm lỗi của phiền não. 4. Cảm được quả không mang bệnh tật. 5. Tăng trưởng chủng tử thọ mạng. 6. Các loài phi nhân thường xuyên bảo vệ. 7. Ngủ hay thức đều được an ổn. 8. Không thấy ác mộng, xa trời tâm oán hận. 9. Không sợ tất cả các ngoại đạo. 10. Trở lại sanh trong cõi trời. Đây gọi là 10 loại pháp mát lành, lìa khỏi phiền não nóng bức. Này Long Chương, nếu dùng thiện căn bất sắc để hồi hướng cho đạo quả A Nụ Bồ Đề, thì lúc người ấy đạt được đạo quả Bồ Đề, tâm được tự tại, cho nên thọ mạng vô lượng đời kiếp. Như Long Chương, Bồ Tát xa trời nghiệp sát sanh, cho nên có thể phát khởi bố thí, thì cảm được thành tựu quả báo giàu có, đầy đủ tiền bạc, của cải sinh hoạt, không thể phá hoại, được thọ mạng lâu dài, thực hành hạnh Bồ Tát, vượt qua những điều xấu ác, làm đảo hại của thế gian. Như vậy, này Long Chương, 10 thiện nghiệp đạo cũng lại như vậy, giống là sự trang nghiêm thành tựu lợi ích lớn. Phần thứ 5, dẫn chứng. Như Kinh Tạp Bảo Tạng nói: xưa vào thời Đức Phật tại thế, vua Ba Tư Nặc có một cô con gái tên gọi là Thiện Quang,
thông minh đoan chánh, cha mẹ thương yêu, cả cung đều kính mến. Cha nói với con cái rằng: con nhờ vào sức lực của ta mà được cả cung đều kính mến. Cô con gái trả lời cha rằng: con tự có nghiệp lực chứ không nhờ vào phụ vương đâu. Nhà chùa nghe con gái trả lời liền nổi giận mà nói rằng: này phải tử xem con tự có nghiệp lực hay không. Liền sai tùy tùng tìm một người ăn xin bần cùng thấp hèn nhất, đem cô con gái gả cho làm vợ. Nhà chùa nói với con gái rằng: con tự có nghiệp của mình chứ không nhờ vào ta. Từ hôm nay có thể nghiệm xét rõ ràng. Cô con gái vẫn trả lời rằng: con có nghiệp lực của mình. Thế là cùng với người ăn xin bần cùng dẫn nhau đi ra. Vợ hỏi chồng rằng: chàng có cha mẹ hay không? Chồng trả lời vợ rằng: cha mẹ tôi trước kia là trưởng giả bậc nhất trong thành Xá Vệ này. Cha mẹ ở nhà đều đã chết hết rồi, không có nơi nào nương tựa, vì vậy mà xin ăn cùng khốn. Vợ lại hỏi rằng: nay chàng có thể biết nhà cũ nơi nào hay không? Chồng trả lời: biết nơi ấy, nhưng nhà bị quỷ quái cả rồi, chỉ còn có đất trống mà thôi. Thế là vợ chồng dắt nhau đi đến chỗ nhà cũ, đi vòng quanh xem xét mọi nơi. Hễ đi đến chỗ nào thì kho tặng dấu kín ở chỗ ấy tự nhiên xuất hiện. Thế là lấy chỗ báo mướn người xây dựng nhà cửa. Chưa đầy một tháng mà nhà cửa cùng quán đều hoàn thành. Cung nhân kỹ nữ, đô tỳ tôi tớ, nhiều không thể kể hết. Cuối cùng nhà chùa nhớ đến con gái của mình, hỏi mọi người rằng: cô con gái thiện quan của ta sinh sống như thế nào? Có người thưa với nhà chùa: bẩm cùng chúa thiện quan bây giờ có cung điện, nhà cửa, tiền bạc châu báu không kém gì nhà chùa. Công chúa ngày hôm ấy nói với chồng mình mời nhà chùa đến thăm nhà. Nhà chùa liền nhận lời mời đến nhà con gái mình. Thấy trong nhà trang nghiêm rực rỡ, cung điện nhà cửa đầy đủ, khen ngợi chưa từng có. Nhà chùa đi đến thưa hỏi Đức Phật: cô con gái này đời trước làm phước nghiệp gì mà được sanh trong dòng dõi dương gia, thần có ánh sáng phát ra? Đức Phật trả lời nhà chùa: trong 91 kiếp quá khứ xa xưa, sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, có chị chùa tên là Bàn Đồ đem xá lợi của Đức Phật về xây dựng tòa tháp bảy báu để thờ kính. Đại phu nhân của nhà chùa trông thấy lập tức dùng mũ quý phủi bụi bám trên đỉnh pho tượng, lấy ngọn quý như ý trong mũ quý đặt trên đầu đỉnh tháp, nhân đó phát nguyện rằng khiến cho con ở đời tương lai thọ thân có ánh sáng, sắc vàng tử ma tôn chinh cao quý, không rơi vào chốn tám nạn ba đường ác. Phu nhân xưa kia nay chính là thiện quan. Sau vào thời Đức Phật ca chiếp ở quá khứ, lại dùng đồ ăn thức uống ngon lành cúng dường Phật và tăng, nhưng người chồng ngăn chặn, người vợ liền khuyên nhủ cầu xin: nay thiếp đã thỉnh cầu, hãy làm cho được đầy đủ. Người chồng thấy là thuận theo ý vợ. Người vợ lúc bấy giờ chính là người chồng ngày nay. Bởi vì xưa kia ngăn chặn vợ cúng dường mà luôn luôn thọ báo bần tiện, nhờ trở lại thuận lòng, chủ yếu là nhờ vào người vợ mà được giàu sang vô cùng. Lúc không có người vợ thì về sau trở lại bần tiện. Vì nhân duyên này, nghiệp lực của thiện ác đi theo thân mà nhận lấy báo ứng, chưa bao giờ sai lạc chút nào. Lại trong kinh Tạp Bảo Tạng nói, thời Đức Phật tại thế, vua Ba Tư Nặc trong lúc đang ngủ nghe hai nội quan cùng tranh cãi về đạo lý. Một người giải thích: tôi dựa vào nhà vua mà sống. Một người thì trả lời: tôi thì dựa vào nghiệp của mình chứ không dựa vào nhà vua. Nhà vua nghe và đồng ý với người dựa vào nhà vua mà sống. Thế là muốn thưởng cho người ấy, liền sai người đi thẳng đến nói với phu nhân rằng: này ta sẽ sai một người đi đến chỗ phu nhân, hãy ban cho người ấy nhiều tiền bạc đồ vật. Lập tức sai người dựa vào nhà vua mà sống, mang những thức nhắm uống rượu chuyển đến chỗ phu nhân. Người này ra khỏi cửa thì máu trong mũi chảy ra lai láng, không thể tiến về phía trước được, liền nhờ người dựa vào nghiệp của mình mang đến giúp. Phu nhân gặp rồi ban cho nhiều tiền bạc, có quần chuỗi ngọc, đi đến trước mặt nhà vua. Nhà vua trông thấy hết sức quái lạ, lập tức gọi người dựa vào nhà vua mà sống, hỏi người ấy rằng:
ta sai ông đi, sao ông lại không đi? Người ấy liền hướng về nhà vua trình bày đầy đủ sự tình. Nhà vua nghe mà than rằng: lời Đức Phật dạy thật chính xác, tự mình làm nghiệp ấy thì vẫn tự mình nhận lấy báo ứng, không thể làm mất đi được. Vì vậy quán xét báo ứng thiện ác đều do nghiệp của mình dẫn dắt, chứ không phải do trời, không phải do vua có thể ban cho, mà cần phải tự mình làm, tự mình chịu. Phát khởi chánh kiến, tin sâu sắc đối với quả báo của nghiệp, gần thì đạt được phước thiện trời người, xa thì dẫn đến quả vị của Phật. Nếu làm trái thánh giáo thì nhận chịu mọi khổ đau trước tiên. Còn trong kinh Luân Chuyển Ngũ Đạo nói: nước Kajula Vệ và nước Xá Vệ thời Đức Phật tại thế, giữa hai nước có một cây to tên là Ni Câu Loại. Cây cao 20 dặm, cành xòe ra xung quanh che phủ 60 dặm. Cây ấy sinh ra hạt cũng mấy ngàn dạng hột, ăn có mùi thơm và ngọt ngào, mùi vị như mật ong. Quả cây chín rơi xuống, nhân dân nhặt lấy mà ăn thì mọi bệnh tật đều chữa lành, ánh mắt trở nên tinh nhanh vô cùng. Đức Phật ở dưới tán cây, lúc ấy các tỳ kheo nhặt lấy quả mà ăn. Đức Phật bảo với A Nan rằng: vạn vật trong thế giới đều có túc duyên. A Nan thưa với Đức Phật: như thế nào là túc duyên ạ? Đức Phật dạy: người làm phước, thí dụ cây này nhỏ bé dần lớn lên thâu nhặt quả hạt nhiều vô số. Người giàu sang, quốc vương, trưởng giả từ trong sự lễ kính tam tôn mà có. Làm người giàu có, tiền của đồ vật vô hạn từ trong sự bố thí mà có. Làm người trường thọ, không có bệnh tật, thân thể cường tráng xinh đẹp từ trong sự trì giới mà có. Làm người đoan chánh, nhan sắc trong sáng, dung mạo tươi đẹp bậc nhất, người gặp thấy đều thích nhìn, từ trong sự nhẫn dục mà có. Làm người tinh tiến, ưa thích mọi điều phước thiện, từ trong sự tinh tiến mà có. Làm người an lành, lời nói và việc làm suy xét kỹ càng, từ trong thiền định mà có. Làm người tài năng sáng suốt, hiểu được những pháp sâu xa, từ trong trí tuệ mà có. Làm người âm thanh trong trẻo, người nghe thích lắng nghe, từ trong sự ca ngợi tam bảo mà có. Làm người sạch sẽ, không có bệnh tật, từ trong tâm từ mà có. A Nan thưa với Đức Phật: thế nào là tâm từ? Đức Phật dạy: một là yêu thương chúng sanh như cha mẹ yêu quý con; hai là thương xót thế gian, muốn khiến cho giải thoát; ba là ý đạo giải thoát, tâm thường quan hỷ; bốn là vì có năng lực giữ gìn tất cả công phạm. Đó gọi là tâm từ. Đức Phật dạy: làm người xinh đẹp bởi vì cung kính người ta; làm người thấp bé bởi vì khinh mạng người ta; làm người xấu xí bởi vì luôn sân hận; làm người sống không biết gì là bởi vì không học hỏi; làm người chỉ có ngu dốt là bởi vì không dạy cho người ta; làm người câm ngọn bởi vì chê bai phỉ báng người ta; làm người đuôi điếc bởi vì không nghe pháp; làm người chịu kiếp nô tỳ tôi tớ bởi vì mắc bệnh không trả; không lễ kính tam tôn; làm người xấu xí đen đủi là bởi vì ngăn che ánh sáng của Phật; làm người sanh ở đất nước lõa hình bởi vì áo quần lôi thôi đi vào tinh xá; người sanh ở nước con người xuyên thủng ngực bởi vì bố thí làm phước với tâm hối tiếc; người sanh trong loại hưu nay mang hoảng bởi vì thích làm cho người ta kinh sợ; sanh ở trong loài trồng bởi vì trêu kẹo làm cho người ta tức giận; thường sanh ung nhọt lở loét, đáng sợ khó chữa lành, thuốc thang cũng không chữa trị hết, đau khổ khó nói được bởi vì thân đời trước thích đánh đập chúng sanh; người trong tế quan hỷ bởi vì thân đời trước trông thấy người ta mà không quan hỷ; người thường gặp phải quan quyền nhúc vào lao ngục, thường mang công xiềng bởi vì thân đời trước thích trái buộc, giam hãm chúng sanh không cho tùy ý; làm người sức môi bởi vì thân đời trước câu móc làm trách miệng cả; làm người nghe thuyết pháp mà tâm không suy xét chọn lấy, ở trong đó nói trái ngược làm cho người ta nghe nhận lộn xộn,
đời sâu sánh trong loài lừa, tai dài chó cụp tai. Làm người tham lam keo kiệt mà kiêu ngạo, mọi thứ tốt đẹp ngon lành chỉ một mình sử dụng, thì chết rơi vào trong loài ngạ quỷ, chốn địa ngục, thoát ra sanh làm người đói khổ bần cùng, áo không che kín thân, cơm không đủ nuôi miệng. Làm người mà nhận thức ngon lành thì ăn một mình, những món dở lại đem cho người, đời sâu rơi vào trong loài heo, chó, bọ hung. Làm người mà thích tước đoạt đồ vật của người ta, về sâu sanh trong loài chê, bị người lột da. Làm người thích giết hại chúng sanh, về sâu sanh làm loài trùng phù du trên mặt nước, sáng sinh ra, chiều chết đi. Làm người thích trộm cắp đồ vật của người ta, đời sâu sanh làm hạng đô tỳ, trâu ngựa. Làm người thích giọng ngữ, trêu trao lỗi lầm của người ta, chết rơi vào địa ngục, nước đồng sôi trót vào miệng, kéo lưỡi ra đem trâu cậy nát, sâu rơi vào trong các loài chim cú quạ. Người nghe tiếng kêu của chúng thì không ai mà không kinh sợ, đều nói là tai họa quái gở mà nguyên rủa khiến cho chết đi. Làm người thích dâm với người khác, chết vào trong địa ngục, đàn ông thì ôm lấy cột đồng cháy, đàn bà thì nằm trên giường sắt nóng. Về sâu sanh trong loài chim bồ câu, uyên ương, ngỗng vịt. Làm người thích uống rượu say, phạm vào 36 lỗi, chết rơi vào trong chốn địa ngục phân sôi. Về sâu sanh ra trong loài súc sanh cầm thú, đời sau làm người thì ngu si đần độn chẳng biết gì. Làm người mà vợ chồng không hòa thuận với nhau, thường xuyên đánh mắng nhau, lại còn gạt bỏ nhau, đời sâu rơi vào trong loài bồ câu chim cấy. Làm người mà luôn tham lấy sức lực người ta, đời sâu sanh vào trong loài voi. Đức Phật dạy, trừ tra quan lại đứng đầu châu huyện, vốn được nhận bổng lộc làm quan, hợp với đạo lý thì không tội lỗi gì. Hoặc có người tự mình xâm phạm, đối với dân chúng, đánh đập, cướp bóc, không biết tố cáo với ai, gây xiềng, giam hãm, không được buông lơi chút nào. Tội báo của người này chết vào địa ngục, thần thức lại vẫn chịu khổ đau, trải qua ngàn vạn kiếp, tội lỗi hết mới được thoát ra. Về sâu, sanh trong loài trâu bò, sâu mũi, quàng cổ, lôi thuyền, kéo xe, trôi gậy đánh đập, đền trả tội lỗi đời trước gây ra. Làm người không trong sạch là sanh ra từ trong loài heo. Làm người tham lam keo kiệt, không thích bố thí là sanh ra từ trong loài chó. Làm người hung ác, tự cho mình đúng là sinh ra từ trong loài chê. Làm người không an lành, không có thể chịu đựng được hoàn cảnh là sinh ra từ trong loài dường khỉ. Làm người mà tâm địa hiểm ác, chứa đầy độc hại là sinh ra từ trong loài trắng độc. Làm người thích ăn ngon mà làm hại chúng sanh, không có thiện tâm là thân đời trước từ trong loài chồn cáo, cọp beo mà sinh ra. Còn trong kinh Phật thuyết Tu Ma Đệ Nữ nói, lúc bấy giờ trong thành La Duyệt có trưởng giả tên gọi là Úc Ca, có cô con gái tên là Tu Ma Đệ, năm ấy lên 8 tuổi, trải qua nhiều đời cung kính hầu hạ trăm ngàn chư Phật quá khứ, tích lũy nhiều công đức không thể tính kể được. Đi đến nơi Đức Phật, cung kính cúi đầu lạy dưới chân Ngài, chắp tay thưa với Đức Phật: Thưa Đức Thế Tôn, con có những điều muốn thưa hỏi, nguyện giải thích cho con. Đức Phật bảo với Tu Ma Đệ: Tùy ý con muốn hỏi điều gì, nay ta sẽ giải thích để làm cho con được hoan hỷ. Tu Ma Đệ thưa hỏi Đức Phật: Tại sao Bồ Tát sinh ra nơi nào thì người ta được hoan hỷ? Tại sao được giàu có vô cùng, thường có nhiều tiền bạc châu báu? Tại sao không bị người khác làm cho chia ly? Tại sao không ở trong bụng của người mẹ mà thường được quá sanh ở trước đấng Pháp Dương, đứng giữa hoa sen ngàn cánh? Tại sao đạt được thần thông từ vô số ức quốc độ đi đến chỗ ấy để được lễ lạy chư Phật? Tại sao có thể không có người thù oán, không có người xâm phạm ganh ghét? Tại sao những gì nói ra thì người nghe tin theo mà hứng hở vui mừng tiếp nhận thực hành? Tại sao có thể không có tai họa lỗi lầm, thiện hạnh đã làm không có ai có thể phá hoại được? Tại sao ma quân không có thể giành được dịp thuận lợi ấy? Tại sao lúc thọ mạng sắp chấm dứt, được Đức Phật xuất hiện ở trước mặt thuyết kinh pháp cho nghe, liền khiến cho không bị rơi vào chốn khổ đâu? Còn tự hỏi những điều như vậy,
Lúc ấy Đức Phật bảo với Tu Ma Đề: "Dư nghĩa của những điều con hỏi Như Lai tốt đẹp thay và rất thẳng thắn, mới hỏi được như vậy. Nếu con muốn nghe thì ta sẽ giải thích." Lúc ấy cô bé liền thưa: "Thật tốt lành thưa Đức Thế Tôn, con mong muốn được nghe." Đức Phật dạy: "Bồ Tát có bốn pháp thực hành, mọi người gặp mặt đều quan hỷ. Những gì là bốn pháp? Đó là: một, sân hận không khởi lên, nhìn kẻ thù như bậc thiện tri thức. 2. Thường có tâm từ đối với tất cả. 3. Thường thực hành cầu mong pháp quan trọng không gì hơn. 4. Làm ra hình tượng Đức Phật." Bồ Tát lại có thực hành cảm được giàu có vô cùng. Những gì là bốn pháp? Đó là: bố thí đúng lúc, cho rồi vui mừng gấp bội, cho rồi sau đó không hối tiếc, đã cho mà không cầu đền trả. Bồ Tát lại có bốn pháp được thực hành, không bị người khác làm cho chia ly. Những gì là bốn pháp? Đó là: một, không trêu trao nói điều sai trái, làm cho đôi bên tranh chấp hỗn loạn. 2. Dẫn dắt người ngu si, khiến cho đến vào Phật đạo. 3. Nếu có người phá hoại chánh pháp thì bảo vệ, khiến cho không bị đoạn tuyệt. 4. Khuyến khích mọi người cố gắng và dạy cho họ cầu Phật đạo, khiến vững vàng không lay chuyển. Bồ Tát lại có bốn pháp thực hành, được quá sanh ở trước đấng Pháp Vương, đứng vững giữa hoa sen ngàn cánh. Những gì là bốn pháp? Đó là: một, giải nhỏ hoa sen trắng, vàng, xanh, đỏ, trộn lẫn bốn loại mạt dụng như bụi này, làm thành đóa hoa tuyệt đẹp mềm mại tròn đầy, mang đóa hoa này cúng dường Đức Thế Tôn hoặc là tháp thờ và xá lợi. 2. Không làm cho người khác khởi lên ý niệm sân hận. 3. Làm cho hình tượng Đức Phật đặt ngồi trên hoa sen. 4. Đạt được chánh giác ban đầu thì quan hỷ mà an trú. Bồ Tát lại có bốn pháp thực hành, đạt được thần thông từ một cõi Phật lại đến một cõi Phật. Những gì là bốn pháp? Đó là: 1. Thấy người khác làm công đức thì không làm cho đoạn tuyệt. 2. Thấy người khác thuyết pháp mà không dừng lại nửa chừng. 3. Thường thắp đèn sáng ở trong chùa tháp. 4. Mong cầu tam muội. Bồ Tát lại có bốn pháp thực hành, nhất định không có người thù oán, không có người xâm phạm ganh ghét. Những gì là bốn pháp? Đó là: 1. Không có tâm vô định đối với bậc thiện tri thức. 2. Không tham lam keo kiệt và canh tị với những người khác. 3. Thấy người ta bố thí mà quan hỷ giúp đỡ họ, thấy những việc làm mà bố thí thực hành thì không có ý phỉ báng. Bồ Tát lại có bốn pháp thực hành, những lời nói ra thì người nghe tin theo mà hớn hở vui mừng tiếp nhận thực hành. Những gì là bốn pháp? Đó là: 1. Miệng nói ra và tâm niệm cũng không khác nhau. 2. Thường có niệm chí thành đối với bậc thiện tri thức. 3. Nghe người thuyết pháp không phát sanh phân biệt đúng sai. 4. Nếu thấy người khác thì mời một để họ thuyết pháp, chứ không tìm kiếm lỗi lầm của họ. Bồ Tát lại có bốn pháp thực hành, có thể không có tai họa lỗi lầm, thiện hạnh đã làm nhanh chóng được an trú thanh tịnh. Những gì là bốn pháp? Đó là: 1. Tâm ý nghĩ đến thường hướng về thiện hạnh. 2. Thường trì giới và tu tam muội trí tuệ. 3. Ban đầu mới phát tâm Bồ Tát liền phát khởi tất cả trí tuệ mà độ thoát cho nhiều chúng sanh. 4. Thường có lòng từ mẫn bao la đối với tất cả mọi loài. Bồ Tát có bốn pháp thực hành làm cho ma quân không thể giành được dịp thuận lợi của mình. Những gì là bốn pháp? Đó là: 1. Thường nghĩ đến Đức Phật. 2. Thường tinh tiến. 3. Thường nhớ về kinh pháp. 4. Thường làm công đức. Bồ Tát lại có bốn pháp thực hành, lúc thọ mạng sắp chấm dứt, được Đức Phật hiện ở trước thuyết kinh pháp cho nghe, khiến cho họ không bị rơi vào chốn khổ đau. Những gì là bốn pháp? Đó là: 1. Vì tất cả mọi người mà làm cho đầy đủ các nguyện. 2. Nếu người bố thí mà các vật dụng không đủ thì nghĩ và mong cho họ đầy đủ. 3.
thấy người bố thí lẫn tập, nếu có thiếu hụt thì phụ giúp với họ. 4. Thường nghĩ đến cúng dường đối với Tam Bảo. Lúc bấy giờ Tu Ma Đề thưa với Đức Phật rằng: dân theo 40 điều mà Đức Thế Tôn đã giải thích, con sẽ tôn trọng thực hành, khiến cho không bị thiếu sót, khiến cho đầy đủ, không làm trái một điều nào. Còn trong kinh Biện Ý, Trưởng Già Tử nói: lúc bấy giờ Đức Thế Tôn cùng với vô lượng số đại chúng quy tụ dây quanh nghe thuyết pháp. Lúc ấy trong thành Xá Vệ có con trai của đại trưởng giả tên là Biện Ý, đi theo con trai của 500 trưởng giả đi đến nơi Đức Phật, lễ lạy Đức Phật xong, chắp tay thưa rằng: thưa Đức Thế Tôn, con có những điều muốn thưa hỏi, chỉ nguyện Đức Thế Tôn thương xót giải thích cho con. Có nhân duyên gì được sanh lên cõi trời? Lại nhân duyên gì mà sanh trong loài người? Lại nhân duyên gì sanh trong địa ngục? Lại nhân duyên gì thường sanh trong đạo quỷ? Lại nhân duyên gì sanh trong súc sanh? Lại nhân duyên gì thường sanh trong dòng dõi tôn quý, được mọi người cung kính? Lại nhân duyên gì sanh trong hàng đô tỳ, bị người ta sai khiến? Lại nhân duyên gì trong hàng dân thường, hơi miệng thơm tho, thân tâm được an lành, được mọi người khen ngợi chứ không phỉ báng? Lại nhân duyên gì được sanh làm người, thường gặp phải yên ổn, thường đâm nớp sợ hãi? Lại nhân duyên gì mà sanh ra nơi nào cũng thường được gặp Phật, được nghe pháp và được cúng dường chúng tăng? Ban đầu không có gì sai trái, gặp gỡ những người hiểu biết, đạt được tâm niệm tốt lành. Nếu làm sa môn thì sẽ được như nguyện. Con thưa hỏi những điều như vậy, chỉ nguyện Đức Thế Tôn giải thích phân biệt cho con, để làm cho hội chúng được nghe chánh giáo, nguyện khiến cho tất cả đều được lợi ích an lành của giáo pháp. Đức Phật bảo giới con trai trưởng giả rằng: hãy lắng nghe kỹ càng, cố gắng suy nghĩ tường tận, ta sẽ giải thích những điều quan trọng và tuyệt diệu cho con. Có 5 điều thực hành sẽ được sanh lên cõi trời. Những gì là 5? Đó là: 1. Tâm từ bi không giết hại, thương xót nuôi sống mạng của loài vật, khiến cho chúng được yên ổn. 2. Có đức hạnh hiền lành, không trộm cắp đồ vật của người, bố thí chứ không tham lam, cứu giúp những người nghèo thiếu. 3. Trinh tiết trong sáng, không phạm vào sắc thân nam nữ khác, tinh tiến giữ gìn giới luật, tôn trọng chay tịnh. 4. Chân thành tín nghĩa, không lừa dối đối với người, giữ gìn 4 lỗi lầm của miệng, không cần phải tham lam mà lừa dối. 5. Không uống rượu, thậm chí không đưa qua miệng dù rất ít. Thực hành được 5 điều này mới được sanh lên cõi trời. Đức Phật lại bảo với Biện Ý: lại có 5 điều được sanh vào trong loài người. Những gì là 5? Đó là: 1. Bố thí làm ơn cứu giúp người nghèo khổ. 2. Trì giới, không phạm vào 10 nghiệp ác. 3. Nhẫn dục, không làm rối loạn trước mọi tai nạn. 4. Tinh tiến khuyến khích, giáo hóa, không hề lười nhác. 5. Một lòng hầu hạ hiếu thảo, suốt đời trung thành. Đây là 5 điều được sanh trong loài người: giàu có, sống lâu, đoàn chánh, uy đức, được làm người đứng đầu, tất cả mọi người đều cung kính tôn trọng. Đức Phật bảo với Biện Ý: lại có 5 điều, chết vào địa ngục, trải qua ức kiếp mới thoát ra. Những gì là 5? Đó là: 1. Không tin có Phật Pháp Tăng mà dấy lên khởi phỉ báng kinh chê, hủy hoại thánh đạo. 2. Phá hoại chùa tháp là chốn thờ phụng Đức Phật. 3. Chốn chúng đệ tử quay lại phỉ báng lẫn nhau, không kể gì tội lỗi tay ương, không còn ý niệm cung kính tùy thuận. 4. Phản nghịch không còn gì trên giới, du quan, cha con không thuận theo nhau. 5. Tương lai có muốn thực hành gì đạo, đã được thực hành gì đạo thì không thuận theo lời dạy bảo của thầy, mà lại tự mình cao ngạo, khinh mạng, phỉ báng thầy. Đây là 5 điều, chết vào địa ngục rồi, lần lượt trải qua địa ngục, không có hạn kỳ thoát ra. Lại có 5 điều, rơi vào trong ngạ quỷ. Những gì là 5? Đó là: 1. Tham lam keo kiệt không muốn bố thí. 2. Trộm cắp
và bất hiếu với cha mẹ. 3. Ngu dốt, tối tâm, không có tâm từ. 4. Tích góp tiền bạc, của cải, không chịu chu cấp ăn mặc. 5. Không giúp đỡ cho cha mẹ, anh em, vợ con, tôi tớ. Đây là 5 điều rơi vào trong ngạ quỷ. Lại có 5 điều gây ra việc làm của súc sanh phải rơi vào trong súc sanh. Những gì là 5? Đó là 1. Phạm giới lén lút trộm cắp. 2. Mắc nợ mà chống cự không trả. 3. Sát hại mạng sống đem thân đền trả. 4. Không thích nghe nhận kinh pháp. 5. Thường vì nhân duyên, trai giới, thiết hội khó khăn mà lấy thế tục làm chuyên. Đây là 5 điều sanh trong loại súc sanh. Lại có 5 điều được sanh trong dòng dõi tôn quý, được mọi người cung kính. Những gì là 5? Đó là 1. Làm ơn giúp cho khắp nơi. 2. Lễ kính Tam Bảo và những người lớn tuổi. 3. Nhẫn dục, không có sân hận. 4. Nhu hòa khiêm tốn. 5. Nghe hiểu nhiều kinh giáo, giới luật. Đây là 5 điều được sanh trong dòng dõi tôn quý, được mọi người cung kính. Lại có 5 điều thường sanh trong hạng hèn mọn, làm tôi tớ cho người. Những gì là 5 điều? Đó là kiêu mạn bất kính đối với cha mẹ. 2. Ngang ngạnh cố chấp, không có tâm tùy thuận. 3. Phỏng túng không lễ kính đối với tam tôn. 4. Lấy nghề trộm cắp làm nghiệp sinh sống. 5. Mắc nợ mà chạy trốn không trả. Đây là 5 điều thường sanh trong hạng tôi tớ hèn mọn. Lại có 5 điều được sanh trong loài người, hơi miệng thơm tho, thân tâm thường được an lành, được mọi người khen ngợi chứ không bị phỉ báng. Những gì là 5? Đó là đối với mọi người rất chân thành chứ không lừa dối. 2. Tụng kinh không phân biệt này kia. 3. Bảo vệ giới pháp, không bài bán thánh đạo. 4. Dạy cho người xa điều ác, giữ điều thiện. 5. Không tìm trị điều tốt xấu của người. Đây là 5 điều sanh ở trong loài người, hơi miệng thơm tho, thân tâm thường được an lành, được mọi người khen ngợi chứ không bị phỉ báng. Lại có 5 điều nếu sanh trong loài người thì thường gặp phải sự phỉ báng, bị mọi người quán kép, hình dáng xấu xí khó coi, thân tâm không được yên ổn, thường nơm nớp sợ hãi. Những gì là 5? Đó là 1. Đối với mọi người thường gian trá, lừa dối chứ không hề chân thành thực sự. 2. Người trong đại hội có ai thuyết pháp thì lại phỉ báng họ. 3. Thấy những người cùng học mà lại khinh khi để thử họ. 4. Không thấy sự việc của người khác mà làm cho trở thành lỗi lầm. 5. Nói hai lưỡi xúi dục, làm cho đôi bên tranh chấp hỗn loạn. Đây là 5 điều nếu sanh trong loài người thì thường gặp phải sự phỉ báng, bị mọi người quán ghét, hình dáng xấu xí khó coi, thân tâm không được yên ổn, thường nơm nớp sợ hãi. Lại có 5 điều sanh ra nơi nào cũng thường được gặp Phật, được nghe pháp, được cúng dường chúng tăng. Ban đầu không có gì sai trái, gặp gỡ những người hiểu biết, đạt được tâm điểm tốt lành. Nếu làm sa môn thì sẽ được như nguyện. Những gì là 5 điều? Đó là 1. Tự mình tôn thờ Tam Bảo, cũng khuyến khích người khác, khiến họ kính trọng. 2. Làm ra hình tượng Đức Phật thì phải làm cho trong sáng thuần khiết. 3. Thường dâng theo lời Đức Phật dạy chứ không phạm những điều được tiếp nhận. 4. Tâm từ phủ khắp tất cả, cùng với bậc tôn quý đích thực bình đẳng như yêu quý con đỏ. 5. Kinh pháp đã được tiếp nhận, độc tụng không quản ngày đêm. Đây là 5 điều sanh ra nơi nào cũng thường được gặp Phật, được nghe pháp, được cúng dường chúng tăng. Ban đầu không có gì sai trái, gặp gỡ những người hiểu biết, đạt được tâm điểm tốt lành. Nếu làm sa môn thì sẽ được như nguyện. Ngay lúc ấy, Biện Ý, con trai của trưởng giả, nghe Đức Phật giải thích về nghĩa của pháp quan trọng trong các sự việc này, vui mừng quan hỷ đạt được pháp nhẫn. 500 người con của các trưởng giả đều đạt được pháp nhẫn tịnh, và những người trong pháp hội
đều đạt được chí nguyện của mình. Tụng rằng, tâm cảnh dựa vào nhau, nghiệp kết thành ràng buộc, do bảy thức phát khởi, tám thức làm nhân duyên, thọ báo trong ba cõi, kéo dài qua sáu nẻo, tùy theo sự khởi nghiệp, nối liền nơi tiếp xúc, nằm ấm chịu mệt nhọc, chính não làm khốn đốn. Tự không phải thánh từ, há ích gì thần ngã. Hàm tình đều đầy đủ, duyên hiểu rõ sâu xa, tán ra thì lợi vật, tụ vào thì tự nhiên. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.
Nam mô A Di Đà Phật.